Xin chào tất cả các em. Cái hình thức thi mới của năm 2015 thì dẫn đến cái việc là xét các nguyện vọng nó cũng mới, tức là các quy định của nó cũng rất là mới. Năm nay chúng ta có 4 cái giấy xác nhận kết quả thi trung học phổ thông quốc gia. Nó ứng với 4 nguyện vọng 1 2 3 4 và ứng với 4 đợt chúng ta có thể nộp đăng ký vào các trường đại học cao đẳng trong cả nước để có thể đặt chân vào một trường đại học nào đó. Tuy nhiên là nếu không hiểu rõ cái bản chất của cái việc chọn nguyện vọng cũng như là quy định của các nguyện vọng thì chúng ta có thể bị sẩy chân. Sẩy chân ở yếu tố thứ nhất là không chắc thắng, tức là không đỗ. Cái sẩy chân thứ hai là chúng ta có thể không vào được trường, không vào được ngành mà chúng ta ưa thích. Cho nên trong khuôn khổ thời gian rất là nhỏ hôm nay thì thầy sẽ chia sẻ cùng trao đổi chúng ta một số cái điểm chúng ta cần lưu ý khi nộp các nguyện vọng vào các trường để chúng ta không bị lỡ cơ hội, để chúng ta không bị rơi vào cảnh chọn nhầm trường, chọn nhầm ngành. Trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng đã nói rất rõ về việc là mỗi thí sinh có 4 giấy sau khi chúng ta thi xong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vào ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4 tháng 7 năm 2015. 4 giấy này sẽ xác nhận các môn chúng ta dự thi, có thể chỉ là 4 môn nhưng hoàn toàn có thể nhiều hơn 4 môn để tăng cơ hội xét vào các trường đại học khác nhau nếu có tổ hợp môn phù hợp. Tuy nhiên là cái việc chọn như thế có lợi và nó có hạn chế gì? Có lợi và có hạn chế gì? Nếu mà chúng ta chọn nhiều môn thi quá thì có thể bị quá tải trong việc thi, đúng không? Quá tải trong việc thi. Và nhớ rằng là 4 cái giấy xác nhận kết quả đấy là giống nhau, nhưng chỉ có mã vạch khác nhau thôi. Mã khác nhau để chúng ta phân biệt là nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 và nguyện vọng 4. Nhưng có những lưu ý để chúng ta không bị sai lầm khi chọn các nguyện vọng. Cái điều đầu tiên thầy khẳng định là một đợt chỉ được dùng một giấy và một đợt chỉ được nộp vào một trường nhất định. Một giấy, một đợt, một trường nhất định. Chứ không thể là một giấy, hai đợt. Cũng không thể là một giấy, hai hay nhiều trường. Đấy là điều quan tâm đầu tiên, điều nhắc nhở đầu tiên khi chúng ta nộp vào trường xét nguyện vọng. Điều thứ hai lưu ý, nếu nguyện vọng 1 chúng ta đỗ thì các nguyện vọng khác không còn giá trị. Tức là giấy hay là phiếu chứng nhận kết quả trung học phổ thông 2, 3, 4 cất đi làm kỷ niệm. Tôi đã đỗ nguyện vọng 1 rồi. Và khi đã đỗ nguyện vọng 1 rồi, lúc này quay đầu để chọn trường mình thích, chọn trường mà mình có thể đỗ được cao hơn thì cũng hết cơ hội. Cho nên việc chọn trường thì phải suy nghĩ ngay từ thời điểm trước khi chúng ta đặt bút ghi tên vào nguyện vọng, nộp vào trường nào đấy, hay nói khác phải suy nghĩ từ sớm để có trường phù hợp. Phù hợp về trình độ, phù hợp về cái việc xét tuyển nguyện vọng. Đấy. Tuy nhiên là chúng ta có thể có cơ hội nhiều hơn khi nộp vào cùng một trường. Nếu có nhiều ngành cùng xét cái khối mà chúng ta đăng ký. Thầy lấy ví dụ như thế này, thầy đăng ký khối A của trường Đại học Sư phạm Hà Nội thì thầy hoàn toàn có thể đăng ký vào ngành là toán học, vật lý, hóa học hay là sinh học. Tuy nhiên thầy đều phải có cái mức độ ưu tiên
Ví dụ thầy ưu tiên số 1 là vật lý, ưu tiên số 2 là hóa học, ưu tiên số 3 là toán học và ưu tiên số 4 là sinh học. Phải có ưu tiên. Nếu thầy đỗ ở cái mức độ ưu tiên 1, đó là môn vật lý, thì là cái ngành vật lý, thì các ngành khác dần không xét tuyển. Và nếu thầy đỗ ở nguyện vọng 1, tức là đợt 1, thì các đợt sau không còn được xét nữa. Và có bạn hỏi là thế thì em cũng thấy người ta bảo là chúng ta có thể đăng ký tối đa 16 ngành. Tối đa. Đấy là những trường hợp xét liên tục bị trượt. Liên tục bị trượt thì vẫn có khả năng đến lần thứ 16. Nhưng nguy cơ bị thất bại là rất cao. Lý do đến nguyện vọng thứ 3, nguyện vọng thứ 2, thậm chí có những trường có uy tín và từ trước đến nay nó rất là hot, thì ngay sau khi nguyện vọng 1 người ta đã đủ chỉ tiêu. Mà khi đã đủ chỉ tiêu rồi thì sẽ không còn nguyện vọng 2, không còn nguyện vọng 3. Đấy, cho nên là mức độ để số các trường xét cả 4 nguyện vọng 1, 2 và 4, thầy nghĩ là sẽ ít. Và đến nguyện vọng 2 thì có thể nhiều hơn, đến nguyện vọng 3 sẽ ít dần, và nguyện vọng 4 là cực ít. Là cực ít, nhất là những cái trường ở top dưới thì nguyện vọng 3, nguyện vọng 4 mới có thể. Còn trường ở top trung bình khá thì cùng lắm đến nguyện vọng 3 là cùng. Cho nên các em hãy cân nhắc ở cái việc sử dụng đến nguyện vọng nào. À, đấy đồng nghĩa với việc đến cái ngành thứ 16 thì hơi ít đối với chúng ta. Rồi là chúng ta có thể xét nhiều khối trong một ngành. Có thể nhiều khối trong một ngành. Chúng ta có thể tối đa 4 khối trong một ngành. Ví dụ trong vật lý, cái khoa vật lý của trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm nay thì theo thông tin của thầy được biết, đó là đối với ngành vật lý có thể có các tổ hợp môn là lý, toán, toán lý anh, toán lý hóa và văn toán lý. Đấy, thế thì hoàn toàn có thể là đăng ký 3 cái mức độ ưu tiên 1, 2, 3 cùng cái ngành vật lý. Đấy, ưu tiên 1 của thầy là toán lý hóa, ưu tiên 2 là toán lý anh, ưu tiên 3 là văn toán lý. Đấy, thế chúng ta có thể thực hiện được điều đó. Tuy nhiên không thể là cùng lý, nhưng vừa lý của bách khoa vừa lý của sư phạm không thể, bởi vì một giấy một trường, một giấy một trường một đợt, không có cái một giấy nhiều trường. Và khi chúng ta chọn đăng ký các môn để dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì cũng phải cân nhắc. Bởi vì là nếu chúng ta chọn nhiều môn quá để thi thì cũng là một áp lực tương đối lớn. Tuy nhiên là áp lực lớn thì chúng ta sẽ có cái cơ hội chọn được cái nhiều ngành hơn. Nhưng ngành cũng chỉ tương đối thôi nhá. Cũng tương đối, bởi vì đỗ cái này rồi thì không được xét cái kia nữa. Cho nên cũng phải cân nhắc ngay từ đầu. Chúng ta hãy gói gọn, hãy ăn chắc vào những cái ngành mình ưa thích để tăng cái kết quả, tăng cái chất lượng của bài thi lên. Nhưng mà cái vấn đề cuối cùng thầy cũng nhắc nhở chúng ta khi chúng ta chọn nguyện vọng, chọn trường, đó là không phải trường nào cũng xét đủ 4 nguyện vọng như thầy vừa nói ở trên. Bởi vì là người ta đã đủ chỉ tiêu rồi thì người ta không xét những nguyện vọng tiếp theo. Và nhớ rằng 16 ngành có thể tham gia, nhưng với điều kiện các ngành ở trên tôi đăng ký bị trượt. Thế thì với các thông tin chúng ta tìm hiểu được thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp với việc là chúng ta trao đổi ở đây, thì các em sẽ chọn cho mình, suy nghĩ cho mình một cái ngành phù hợp với cái mức độ phù hợp để chọn ngay từ đầu với cái nguyện vọng 1 hay nguyện vọng 2 cho nó chắc chắn và được đạt được cái kết quả tốt nhất vào trường mình ưa thích nhất, để có kết quả học tập đại học trước khi ra nghề có một cái vị trí ổn định để làm việc có thu nhập tốt
và duy trì cuộc sống tốt đẹp. Xin chúc các em thành công.